kiểm tra mấy vùng chuối cho nó chín chưa nhá. Chuối mùa này ăn rất là ngon. Ui ôi, em bắt được một quả. Ui ui, vùng chuối trên cây nhá, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời nhá. Bây giờ bây giờ là chặt xuống hay là cứ để này ăn trên cây dần? Chặt xuống chín rồi gì đó. Ui, chuối ngon chưa? Chuối chín ngon chưa? Tuyệt vời nhá. Đấy, đây quả chín này. Đấy nhá. Bùng chín chín cây này rất là ngon này. À, hay là để đến mùng 1 chặt em ơi. Không chín đâu. Ui. Hôm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Bùn chuối quá ngon luôn, chín cây luôn nữa bà con nhá. Nhìn này, ấy ngon chưa? Ngon chưa? Ui ui, những quả chuối ngon chưa? Tuyệt vời luôn nhá. Nay mà không biết, may này, chuột này chưa ăn đấy nhá. May chuột này chưa ăn này, rừng chuối. Đấy, buồng kia là để Tết. Tết. Ô, năm nay hình như được mùa chuối hay sao nhỉ? Này. Ôi, đẹp thế. Đấy. Ui, ngon quá, bụng chuối ngon quá. Bụng chuối chín ngon tuyệt vời luôn nhá. Đây. Quả đang bị nứt rồi. À, chín rồi.